Hello, Minh Sao, chào cả nhà. Chúc cô chú anh chị em vui vẻ ha. Hôm nay bây giờ nói nhanh nha, hôm nay Minh Sao về một con TCM M300. Nó hình xích mặt tiền. Nhìn mấy cái ốc nè, mấy cái này nè. Đó, không có cứng ha. Đó. Cái con TC300 á, nó đặc biệt lắm nè, cái mặt nó chữ nhuyễn lắm á nha. Đúng chất là hàng Thái Lan. Khác biệt, đẳng cấp. Đẳng cấp hơn hẳn con 350 ha. Còn chất âm á, chưa biết nào hơn nào á nha. Xoay gần luôn ha. Ra đằng sau nè, bên hông nè. Đó, viên chỉ nè, không có cứng móp, không có té, không có ngạ gì ha. Đó, đây nè. Đó, đường chỉ là thẳng băng nè ha, ốc viên đầy đủ đó ha, không có ngạ gì hết nè. Sự là nó mới xuất sắc á, con này nó không phải là mới xuất sắc, nhưng mà cũ á thì nó không phải là quá cũ, nó cũng chưa có đến nỗi xét nhưng mà nó đều. Rồi, cái này ha, chức năng này giống con 350 luôn. Thật sự nó không phải là giống con 350, là con 350 á, là dựa theo nó để làm. Rồi, y chang luôn ha. Đầy lộn luôn ha. Đây, mấy đời cũ, chất lượng. À, con mà 350 mà để tới thời này chắc xét mẹ nó luôn, chỉ có mấy con 300 này mới chịu nổi thôi. Ừ, trên nè ha, có chày nha. Đó, cái này có chày chút chút nè. Con này là đen hết ha. Cái này không có sơn được á nha. Nước ngoài cái này là nó là đề can á, nó dán đề can á. Cái đời này đời dán đề can á, không phải là sơn đâu. Rồi, cái này nè, cái đời này đặc biệt đó nha, 300 nha. Cái tem nó bằng nhựa nha. Chà thoải mái luôn, nhưng mà tôi không có chà, nó dính keo, băng keo nè. Tại vì sợ mất chữ đó. À, dính keo nha. Ai muốn dọn gì dọn nha, mình không có dọn. Chưa có ở công tác nữa. Giờ cái con này á, giá thì mình sao không có để lên ha, không có nói giá ha. Biết làm sao không? Không phải là mình bán mình sợ nói giá, không có. Mình bán giá khác, người ta bán giá khác. Cái vấn đề mình nói giá lên á là các bạn phải hiểu. Khi mà mình nói giá lên á là cái bên người bán hàng á, nó biết mình bán bao nhiêu, mai mốt nó sẽ đôn theo mình, thì cho nên á mình lấy hàng nó không được giá tốt, cho nên là khỏi buôn bán luôn á. Cho nên mình ai quan tâm được cái alo đi ha. Rồi, chào cả nhà quan tâm nha, thank you.